đi vô giờ mới hay, tính từ đâu. Các bạn thân mến, hôm nay là sáng thứ bảy, mùng 2 tháng 2 năm 2013. Tôi là Đình Nguyên, hiện đang ở trước nhà của nhạc sĩ Phạm Duy. Để quay lại một vài ảnh và mời các bạn thưởng ngoạn. Số vòng hoa đến viếng nhạc sĩ rất nhiều và để ở nhiều ở trước hẻm. Trong đó tôi có thấy vòng hoa của giáo sư Trần Quang Khê. Thương khóc bạn Phạm Duy. Có vòng hoa của lãnh sự quán Hoa Kỳ. Vòng hoa của ông Nguyễn Công Khế, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên. Nhạc sĩ Phạm Duy là một nhạc sĩ tài hoa, là một cây đại thụ ở trong làng âm nhạc Việt Nam. Do đó, câu lạc bộ yêu nhạc xưa phối hợp giữa phòng nhạc Đình Nguyên và phòng trà Serenade sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt nhớ về nhạc sĩ Phạm Duy vào sáng chủ nhật 3 tháng 2 năm 2013 tại số 84 đường Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận. Câu lạc bộ bạn yêu nhạc xưa hình thành từ những người say mê âm nhạc, cứ tình vượt thời gian, sinh hoạt mỗi tuần một lần vào sáng chủ nhật từ 9 giờ tới 12 rưỡi tại số 84 Huỳnh Văn Bánh. Khi nào rảnh mời các bạn đến vui chơi và hát những bài tình khúc xưa mà các bạn yêu mến. Xin thân ái chào bạn yêu nhạc.